Nên mình cứ làm giả đỡ cho chị Linh này. Và chắc chắn không? Đó. Đây là canh. Ăn canh nhiều mới tiêu hóa được. Còn đây mới là công thức của ngày hôm nay. Chà. Nào mọi người cùng xem mình có gì nha. Chị quay lại gần đây đi. Đầu tiên, đây chính là bữa cơm với lại trái tim của mình. Mình đã dậy từ sớm lắm. Từ 8:34 và nhắn tin cho chị Linh. Ở Hàn 8:34 là sớm rồi mọi người ạ. Cha chan. Ôi chết rồi. Thực ra là mình nấu rất là ngon, nhưng mà để nó hơi lâu, nên là trông nó hơi tởm. Đây là một cái gạo rất là tốt cho sức khỏe. Gạo này thì mình thấy tốt cho sức khỏe thì mình ăn thôi. Tiếp theo nấu thêm cái gì nữa? Thôi rồi. Canh giá đỗ. Các kiểu mình nấu canh gì mà nó đẳng cấp. Kinh luôn các bạn đó. Tại vì nó vì tủ lạnh ở ký túc xá nó không rộng ấy, nên là mình không mới làm nhiều thôi. Nào, chuẩn bị chị Linh đón em về nhà ở đi. Úi dồi ôi. Bố mẹ chị Linh thấy cháu chăm chị Linh chưa ạ? Ok, cho ăn rau luộc, chăm luôn. Tại vì cháu nghĩ tốt cho sức khỏe của chị Linh. Vâng. Ngồi đây á, còn có nhạc nữa, nhờ không biết là có bị bản quyền hay không. Chắc là không đâu. Ui, cha chan, trời ơi, rau bây giờ đắt như vàng, mình vẫn vì chị Linh là mình mua rau đấy. Tiếp theo nào, ôi trời, cái này bỏ ăn sau đây. Bỏ lâu thế. Đây nhiều đồ, ui, quá nhiều đồ. Tiếp theo, ui, bí kíp nào, ui ôi. Ui trời ơi, nhìn này, bữa cơm hôm nay quá đầy đủ luôn. Quá đầy đủ dưỡng chất cho chị Linh luôn. Chị Linh cần lấy ăn trứng nhá. Người trưởng thành nên ăn trứng 2 quả một tuần đó. Đấy hôm nay chị Linh được ăn rồi nè. Đó. Nếu chị Linh mà già rồi thì già thì thường ăn nhiều trứng. Mình hơn Trang có 1 tuổi thôi. Không. Chị Linh hơn Trang 10 tuổi. Đây nha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ trộn cơm cho chị Linh. Đó. Vì chị Linh là mình bay từ Việt Nam sang đây để nấu cơ ấy. Đây. Anh chị ơi hay là bỏ vào trước nhỉ? Ok. Để đây nhá. Vàng, ok. Chết rồi. Kiểu em thì nó bị quá nhiều. Đó. Hôm nay á món chị Linh ăn này, chị Linh ăn cho cả tối này luôn mọi người. đây là nấm. Đó. Biết chị Linh thích ăn rau, nên là hôm nay mình làm một bữa ăn toàn rau cho chị Linh luôn. Chắc chắn là chị Linh không thích ăn thịt rồi. Đúng không chị Linh? Ok, cả tuần toàn rau rồi. Không, nhưng rau này rau có trứng. Ừ, ok. Tốt cho chiều cao. Ừ, cho ừ. Não. Ừ. Ý nó bảo là học dốt, phải ăn cho nó thông minh à? Không, mình dốt như chị Linh. bọn mình là hai người Việt giỏi nhất khoa chiến đấu. Nói cũng biết số. Đây là cà rốt. Giúp tốt cho trí não rồi. Tốt cho trí não mọi người. Rồi hết vào chân rồi này. Rồi lấy ra bàn ra ghế. Ở bên này thì đời sống nghèo nàn. Nên bọn mình những sinh viên Việt Nam nghèo vượt khó chỉ ăn rau thôi. Đó. Chỉ ăn rau ngập tràn.
con này tí trộn kiểu gì hả chị? Ta đang đợi đây nào, gió hả? Lên rồi nó bay vào quần áo rồi bây giờ. Thần thánh của dân tộc Hàn Quốc, dân tộc Đại Hàn Dân Quốc. Ui trời ơi, lấp mất lòng đỏ trứng của mình rồi. Sợ là hơi nhạt đấy sao? Thế á? Rau nhiều này là hơi nhạt. Chết rồi. Tại vì bình thường mình mặn quá nên hôm nay mình ăn nhạt. Trời ơi. Heo thì bùn cơm heo thì vãi trưởng. Trời chị ơi, trộn kiểu gì? Chị Linh, chị Linh chỗ đôi em đi. Không biết. Chết rồi. Bắn hết cả quần áo đấy chứ. Đấy. Chị không biết trộn thật à? Thực ra lên hình thì to như thế này thôi. Còn đâu mình và chị Linh ăn ít lắm. Ôi dồi ôi, Trang ơi. Cơm thế này Trang. Ôi, đẹp cực. Cơm thì không biết có ngon không. Cái này như phải ngâm với Trang. Nhưng mà cái này thì đẹp. Thế á? Không phải đâu. Bạn nói thế mà. Em xem hướng dẫn sử dụng. Nhục mẹ đây là cơm mẹ Ipukima nè. Em biết có cái... Ôi đẹp nhở. Sao giống sôi ngô. Theo lời của chị Linh thì đây là sôi ngô Việt Nam mọi người ạ. Hai cái trứng này ta xé ra nhá. Ôi tự nhiên xé ra hả? Đấy. Chị Linh nhà mình cái gì cũng giỏi. Đó. Mẹ còn chưa có người yêu. Thả thính nhưng mà thả thính BD chứ không thả thính dai dai tân. Em ơi, thích nhỉ. Ngồi đó thích thật không? Nhưng nhìn chị trắng cũng. Đây là những đứa con chờ cơ. Ngon thế Trang này nè. Mẹ ủa. Đẹp quá đi. Ôi, nào, mời chị Linh khen đi. Trang nấu ăn ngon quá em ơi. Đã ăn thế nào đâu. Trang nấu ăn ngon, nhìn ngon. Chị đang nuốt nước bọt ừng ực. Phải để tao ăn thì tao mới nhận xét được chứ con bé này. Khi mình nấu á, mình chỉ dùng dầu gì ạ? Dầu thực vật. Và không dùng muối. Tại vì sao? Bởi vì mình không có tiền mua muối các bạn ạ. Chứ nhớ phải là mình muốn tốt cho sức khỏe. Bên kia họ làm gì vui quá các bạn ạ? Trang thì đi đú, Trang không học nữa, vứt sách vở. Không. Gác những âu lo. Ui, trời đẹp quá đi. Trời đẹp quá đi mọi người ơi. Lại còn có cơm ngon từ Trang. Tay trộn đỉnh cao từ chị Linh. Và bên kia có nhạc nữa. Trang chuẩn bị ra nhảy. Debut nhóm nhạc nổi tiếng không nhất Korate. Mình sinh ra được. Vâng. Trang sinh là được. Trang sinh ra được. Nhưng mà hôm nay mới gội đầu lên má em. Đây, xin mời chị Ninh. Xin mời mọi người ăn cơm. Hôm nay là chủ nhật thứ ba. Mình luôn nghĩ rằng cái ngày mà sau thứ năm là chủ nhật mọi người ạ. Nhưng mà ngon mà. Giống hệt chuyên môn của mình. Em để cắt tỉnh đấy. Sao không biết. Cái mặt này. Ôi mẹ ơi. Vị heo thì tao tưởng tao đi chùa.
bây giờ mang cháo sứa đi nhá. Check in ở cổng chính nhá. Đúng rồi, đến giờ của Trang rồi. Đến giờ của Trang rồi nhá. Trang show time rồi này. Đây là cái tòa nhà mà sẽ xuất hiện trong vlog đi làm thẻ sinh viên và những câu chuyện xàm xí của Trang. Ôi giời, xịn nhỏ nhỏ. Xin chào mọi người. Gió quá to nhưng mà không thể làm quật ngã cái tinh thần ăn chơi của chị em. Hôm nay quá xịn. Mọi người biết tại sao không? Vì hôm nay Trang đầu tiên với chị Linh. Bởi vì chị Linh mua trà sữa cho Trang này. Tình đồng bào Việt Nam thắm thiết nối liền từ Hà Đông lên Việt Nam. Bây giờ mình và chị Linh đi đâu à? Chị Linh bảo mình chụp ở đây nhiều rồi nên chị Linh cho đi chỗ khác. Nhưng mà không phải chụp nhiều lần, chụp một lần dùng nhiều lần. Đúng rồi. Ê, xinh không? Xinh không? Trời đẹp thế. Trời là background ấy, chị em mình xinh quá. Sẽ chỉnh filter. Đi đi chị ơi. Bạn à đây, xin chào các bạn. Bây giờ mình và chị Linh về đi học nha. Bây giờ mình học bài nha. Ăn trưa thì lúc mình gặp chị Linh lúc 11:30. Thì bọn mình đi bắt đầu đi ăn trưa lúc 12:29. Xong sau khi mà trộn các thứ xong thì nó cũng phải tầm 12:40. Bọn mình ăn từ 12:40 đến 13:30. Sau đó thì mình với chị Linh bị ngã trượt chân vào cái quán này này. Chứ mình cũng không định mua đâu, chị Linh ngã. Ngã xong thì tự nhiên thế nào đi lạc đường. Lạc đường trong trường đi đến tận đây. Em bây giờ bọn mình về học nha. Học nha. Bye nha. Học nha. Ta đợi học đấy. Mọi người hãy like và share cho mình. Để mình và chị Linh lại có thể gặp động lực học tập. Và nếu ai là bạn bè chị Linh thì hãy subscribe kênh của em. Để em có thể quay chị Linh cho mọi người xem ạ. Bye bye mọi người. Bye bye. Chị Linh chào mọi người này. Bye bye. Đấy, em fan của Trang. Hãy donate cho Trang 1 triệu. Để em có tiền mua thịt cho Trang.